Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Cạn vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một bánh heroin. Đối tượng là Trần Văn Phúc, 55 tuổi, thường trú tại phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trần Văn Phúc đã bị bắt quả tang khi đang nhận một gói hàng là bánh heroin từ xe khách. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đối tượng Phúc có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù năm 2015 và chưa được xóa án tích. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn tiếp tục điều tra làm rõ.